thấp, gõ bàn phím anh lại viết trong đêm. Để cảm xúc này làm chủ nên bài hát không tên. Những nỗi nhớ, những lời yêu em có biết không em? Và điều kỳ lạ là sao anh lại nhớ em vào đêm thâu. Điều ước duy nhất anh muốn ước là ta được bên nhau. Điều lúc này anh không muốn làm nên làm cho em đâu. Điều duy nhất anh muốn nói là không ai bằng em đâu tâm trí. Nghĩ về em trong suốt cả một đêm, mong ước được gần em và không muốn phải rời xa. Anh viết những lời ca trong suốt những ngày qua. Anh đã yêu, anh mong rằng mình sẽ không khi nào rời xa. Và loại âm thanh không phát ra tiếng mà ta vẫn nghe được là giọng nói của người ta yêu mỗi khi ta nhớ đến. Loại hình ảnh thì không hiển thị mà ta vẫn thấy được, cũng là hình bóng của người đó khi mà ta không thể quên. Tình yêu là trước bao thử thách ta vẫn không thấy khó. Tình yêu là dù có thương đau ta vẫn nhận lấy nó. Tình yêu cũng hệt như là kho báu mang tên Wansby, dù có thật nhưng mà lại rất khó để tìm thấy nó. Tình yêu là khi hai người gặp nhau vào đúng thời điểm. Tình yêu như khi anh dính bùa mà em là người yểm. Tình yêu như một bài toán không bao giờ được 10 điểm. Tình yêu là khi nhìn về nhau ta nở nụ cười. Làm tôi say, đầu tôi quay, làm cho tôi nhớ thương em ngày. Vài ba giây cầm đôi tay như đang ở trên mây, và trao cho em những yêu thương này, trao những tiếng yêu này, trao trái tim và trao mắt môi, trao những câu ca này. Một người mà anh luôn muốn gặp nhất, mặc dù cho ngày mai bầu trời kia có thay đổi màu, cũng như kho có thể đem ngôi nhà bay khỏi mặt đất, nhưng ông không thể đem nỗi nhớ vợ mình ra khỏi đầu. Ta bất đồng ở những điểm này nhưng lại có điểm chung khác. Ta vẫn yêu nhau dù chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường, cũng như Shark gã chàng tinh với một vẻ ngoài hung ác, nhưng anh vẫn yêu Fiona như một người bình thường. Nên anh mới nói tình yêu là một điều thiêng liêng nhất, nhưng nó cũng có thể bắt đầu từ câu chuyện luyên thuyên nhất, giống như phim hay giống như những bài tình ca bất kỳ. Nhưng càng cố hiểu về tình yêu thì chắc ta điên mất. Có thể vì tình yêu là bài hát ai cũng nguyện ca vang, có thể vì tình yêu là tổng hợp những hương vị ta mang, và có thể vì sự mong muốn gặp được em của anh lúc này cũng giống hệt như là đứa phim mất muốn được thống trị ba bang. Yeah.